Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Đây là quả cầu thạch anh hồng tự nhiên có khối lượng 5,6 kg. Thạch anh hồng là khoáng vật quý có tuổi đời hàng triệu năm, hấp thụ tinh hoa linh khí của đất trời, nên các chuyên gia phong thủy cho rằng quả cầu thạch anh hồng mang trong mình nguồn năng lượng dương dồi dào. Hình tròn cũng được cho là tượng trưng cho tâm hạch và nguyên khí của trời. Quý anh chị có thể đặt quả cầu thạch anh hồng ở phòng khách, bàn làm việc, quầy thu ngân để trang trí và tăng cường năng lượng dương, thu hút tài lộc đặt quả cầu đá thạch anh hồng trong phòng ngủ sẽ tăng sự gắn kết hạnh phúc giữa hai người và tạo giấc ngủ ngon cho cặp đôi ngoài ra quả cầu thạch anh hồng cũng được sử dụng rất tốt cho việc thiền định nó có tác dụng giúp thúc đẩy khai mở luân xa thứ ba giúp những người tập thiền đạt được hiệu quả nhanh chóng hơn để biết thêm thông tin về giá sản phẩm quý anh chị vui lòng truy cập link về website ngọc thạch thảo bên dưới phần mô tả